Thưa quý vị, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai mùng 1 tháng 6 được dự báo tăng theo giá xăng dầu thế giới. Giá xăng có thể tăng tới 900 đồng mỗi lít, giá dầu có khả năng tăng ít hơn. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay, giá xăng dầu thế giới tuy có xu hướng suy giảm nhưng trước đó đã tăng khá mạnh. Thêm nữa, giá xăng nhập tại thị trường Singapore ở kỳ điều hành này cũng tăng, do đó giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai, mùng 1 tháng 6, được dự báo tăng theo giá xăng dầu thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 550 đến 810 đồng một lít, giá RON 95 có khả năng tăng 650 đến 900 đồng một lít, còn giá dầu có thể tăng từ 250 đến 300 đồng một lít. Còn trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tăng ít hơn. Nếu dự báo trên chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước ngày mai sẽ tăng lần thứ hai liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 15 lần điều chỉnh, trong đó có 8 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.